quý vị dẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và bây giờ là phần tin Á Châu. Đài Loan tăng tốc phát triển máy bay không người lái. Đài Loan tăng tốc phát triển máy bay không người lái cho mục đích quân sự, rút kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine và mối đe dọa do Trung Quốc gây ra, Bộ Quốc phòng cho biết vào ngày 8 tháng 2. Máy bay không người lái đã đóng một vai trò quan trọng đối với cả hai bên kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 của năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ông coi máy bay không người lái là tương lai của chiến tranh hiện đại. Trung Quốc muốn sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng, Đài Loan đã nhiều lần nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến Ukraine và rút ra những bài học có thể áp dụng để chống lại một cuộc tấn công của Trung Quốc bao gồm cả cách Ukraine đã chống lại một cuộc tấn công của một lực lượng vượt trội với số lượng lớn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Sun Li Fang nói với các phóng viên rằng Đài Loan đang tăng tốc phát triển và sản xuất máy bay không người lái. Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung San thuộc sở hữu của quân đội đang đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển và sẽ bao gồm cả các công ty dân sự. Ông Chi Liping, giám đốc phòng nghiên cứu hệ thống hàng không của viện, đã trình bày chi tiết về các máy bay không người lái đang được phát triển cho quân đội, bao gồm cả mục đích dò thám. Thưa quý vị, máy bay không người lái của đất nước chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn quốc tế về chủng loại, khả năng và công nghệ liên quan. Iran hé lộ căn cứ không quân dưới lòng đất theo hãng thông tấn chính thức của Iran. IRNA nước này vào ngày 8 tháng 2 đã tiết lộ hình ảnh căn cứ không quân dưới lòng đất. Căn cứ này được gọi là Eagle 44 và là căn cứ dưới lòng đất đầu tiên của Iran đủ lớn để chứa các máy bay chiến đấu. IRNA đưa tin căn cứ Eagle 44 có khả năng chứa và vận hành các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Tuy nhiên, thì hãng thông tấn này không nêu chi tiết về vị trí của căn cứ. Theo IRNA, đây là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của Iran. Căn cứ này được xây dựng sâu dưới lòng đất và chứa các máy bay chiến đấu đang được trang bị tên lửa hành trình tầm xa. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran từ kẻ thù của chúng tôi, bao gồm cả Israel, sẽ nhận được sự đáp trả từ nhiều căn cứ không quân của chúng tôi, bao gồm cả Eagle 44. Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran là Mohammad Bagheri đã phát biểu trên truyền hình nhà nước như trên. Trước đó, thì vào hồi tháng 5, quân đội của Iran đã công bố thông tin chi tiết về một căn cứ dưới lòng đất khác. Căn cứ này là nơi mà Iran đặt máy bay không người lái trong bối cảnh Tehran đang tìm cách bảo vệ tài sản quân sự khỏi các cuộc oanh tạc từ Israel lũ lụt từ sông băng đe dọa các cộng đồng ở châu Á và Nam Mỹ. Các sông băng trên núi tăng chảy đã gây ra nguy cơ lũ lụt ngày càng tăng đối với khoảng 15 triệu người trên khắp thế giới. Các cộng đồng tại châu Á đối mặt với những nguy hiểm lớn nhất theo các nhà nghiên cứu trong một phúc trình được công bố vào ngày 8 tháng 2. Dòng chảy từ các sông băng tăng chảy thường động lại ở các hồ cạn bị giữ lại bởi đất đá. Rủi ro xảy ra khi một hồ nước đầy tràn vượt qua rào cản tự nhiên của nó và tạo ra một dòng nước đổ xuống các thung lũng trên núi. Các nhà khoa học lần đầu tiên đánh giá có bao nhiêu người trên toàn cầu có nguy cơ bị lũ lụt này. Phát hiện ra rằng hơn một nửa dân số dễ bị tổn thương sống ở Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc và Peru, nhất là những người sống gần hồ. Nói chung, các sông băng trên thế giới đã mất khoảng 332 gigaton băng mỗi năm từ năm 2006 cho đến 2016. Kể từ năm 1990, số lượng và thể tích các hồ băng trên toàn thế giới đã tăng khoảng 50%. Ở vùng núi cao của châu Á, khoảng 9 triệu người sống gần hơn 2.000 hồ băng. So với các sông băng trên núi dạy Alps và Bắc Mỹ, những nơi băng giá của châu Á không được giám sát tốt hầu hết đều thiếu các quan sát dài hạn về cách chúng thay đổi theo thời gian. Vào năm 2021, hơn 100 người đã thiệt mạng ở Ấn Độ trong một trận lũ lụt dữ dội ở vùng núi phía bắc của nước này người việt tại thổ nhĩ kỳ chung tay giúp nạn nhân thảm họa động đất trong bối cảnh khó khăn và tang thương sau thảm họa động đất thổ nhĩ kỳ cộng đồng người việt nam tại thổ nhĩ kỳ chung tay ủng hộ hàng hóa vật tư cần thiết cho các nạn nhân anh dương nam phương quản trị viên của trang cộng đồng người việt nam tại thổ nhĩ kỳ hiện sống và làm việc tại Istanbul cho biết hiện nay cộng đồng đang nỗ lực ủng hộ cho các nạn nhân của trận động đất hàng hóa được ủng hộ chủ yếu là quần áo giày dép tất áo khoác trăng drap, gối nệm đây là những vật dụng cần thiết cho người dân đang trú ẩn tại các căn lều được dựng tạm ở các vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Khi được hỏi về tình hình người Việt Nam bị ảnh hưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh Phương cho biết đã trao đổi với đại sứ Đỗ Sơn Hải và nắm được thông tin một người phụ nữ Việt đã kịp thoát thân cùng với chồng vào buổi sáng của thảm họa, còn một người Việt khác đến từ chiều hôm qua vẫn chưa thể liên lạc được. Cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người và thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Những người chưa biết đến nhau sẽ theo dõi trang Facebook của cộng đồng cũng như là trang Facebook của đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để kịp thời nắm tình hình. Đại sứ quán của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là có ít người Việt sinh sống tại 10 tỉnh thành phố phía Đông Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tính đến chiều ngày 7 tháng 2, chưa ghi nhận trường hợp người Việt nào thiệt mạng, nhưng có một vài người bị ảnh hưởng về mặt vật chất và hoảng loạn về tinh thần. Sang qua Trung Quốc, quảng cáo so sánh phụ nữ và đười ươi gây phẫn nộ tại Trung Quốc. Quảng cáo của thẩm mỹ viện có tên là Strip ở Thượng Hải, Trung Quốc đang tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội khi so sánh những phụ nữ không tẩy lông trên cơ thể với đùi ươi theo tờ South China Morning Post. Theo đó, cơ sở làm đẹp này đã thiết kế một banner mô tả giả nhân đứng cạnh một số người mẫu trong các bức ảnh trước và sau khi chụp. Chiến dịch tiếp thị của strip nhanh chóng nhận được phản ứng trái chiều và lan truyền trên các diễn đàn ở xứ Trung Quốc. Cho đến nay, bài đăng đã thu hút 4 triệu lượt xem, chỉ riêng Zhou Yin cùng hàng ngàn bình luận tức giận. Một nhân viên từ Strip cho biết trụ sở chính của công ty đã cung cấp các tấm poster này. Họ sử dụng hình ảnh đùi ươi vì gặp khó khăn trong việc tìm người mẫu có nhiều lông để xuất hiện trong quảng cáo. Strip sau đó đã điều chỉnh lại các áp phích và hứa rằng họ sẽ kiểm tra cẩn thận các hình thức tiếp thị trong tương lai. Tuy nhiên, hệ lụy của chiến dịch này có thể kéo dài thêm một thời gian nữa khi một số tờ báo, cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc đã vào cuộc và chỉ trích quảng cáo trên trong bài xã luận đăng vào tuần trước. Tiếp theo là bản tin liên quan đến tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc gây sức ép lên Hoa Kỳ. Báo South China Morning Post đưa tin quân đội của Trung Quốc đã đăng bài viết giới thiệu tên lửa YJ-21 có thể di chuyển với tốc độ Mach 10 tương đương với 3.400 m trong một giây. Quân đội của Trung Quốc cũng tuyên bố rằng là hệ thống phòng thủ trên bất kỳ con tàu nào cũng không thể đánh chặn tên lửa ở tốc độ đó và ngay cả khi tên lửa không nổ động năng cực lớn của nó cũng có thể phá hủy mục tiêu theo báo Asia Times, đây có thể là lời cảnh báo có chủ ý đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ sau chuyến thăm Đài Loan của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào tháng 8 năm ngoái. Quân đội của Trung Quốc xem các loại vũ khí thông thường như là vũ khí siêu vượt âm có vai trò quan trọng từ việc chiếm Đài Loan hoàn toàn cho đến truyền đạt thông điệp đe dọa để ngăn Hoa Kỳ can thiệp. Theo báo Asia Times tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-21 có phiên bản phóng từ trên không sẽ giúp cải thiện khả năng tấn công của Trung Quốc nhằm vào các căn cứ và tàu chiến Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Ấn Độ mua dầu rẻ của Nga rồi bán sang phương Tây Theo trang tin Bloomberg, Ấn Độ đang đẩy mạnh mua dầu thô giá rẻ của Nga rồi tinh chế để bán sang châu Âu và Mỹ. Nhưng hành động của tân Delhi vẫn đúng với mong muốn của phương Tây là giảm doanh thu từ năng lượng của Moscow và ngăn chặn cứu sốc nguồn cung nhiên liệu. Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ có hai mục tiêu chính, đó là bảo đảm nguồn cung trên thị trường dầu mỏ và tước đi nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. Bloomberg dẫn lời của ông Ben Cahill, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định. Họ biết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ và Trung Quốc có thể kiếm lời lớn từ việc mua dầu thô giá rẻ từ Nga rồi bán các sản phẩm tinh chế theo giá thị trường. Nhưng họ không phản đối điều đó. Vì thế của Ấn Độ trên bản đồ năng lượng quốc tế sẽ tăng lên sau khi lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu đối với hoạt động xuất khẩu xăng dầu của Nga có hiệu lực vào tuần này. Lệnh cấm sẽ loại bỏ một lượng lớn dầu diesel khỏi thị trường, và châu Âu buộc phải chuyển sang nguồn cung từ châu Á để lấp đầy khoảng trống nguồn cung. Thưa quý vị, dầu giá rẻ của Nga do đó sẽ trở nên hấp dẫn hơn với Ấn Độ. Nước này nhập cản tới 85% lượng dầu thô. Và kể từ năm ngoái, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đẩy mạnh xuất cản để kiếm lời từ giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Ông Kim Jong Un xuất hiện cùng với con gái. Trong bức ảnh do chính quyền của Bắc Hàn công bố, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae tham dự một bữa tiệc kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội Bắc Hàn tại một địa điểm không công bố. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un được hãng thông tấn Trung ương chính thức của Bắc Hàn đưa tin vào ngày 8 tháng 2, diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy là nước này đang chuẩn bị tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội. Trong chuyến thăm thì ông Kim đã có bài phát biểu khích lệ quân đội tại một bữa tiệc, ca ngợi lực lượng này và duy trì quân đội mạnh nhất thế giới bất chấp những khó khăn bên ngoài. Kim Joo-e được nhà lãnh đạo Kim Jong-un giới thiệu chính thức lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, khi các phương tiện truyền thông chính thức của Bình Nhưỡng công bố những bức ảnh cho thấy hai cha con tham dự vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17. AP nhận định là ông Kim Jong-un có thể sử dụng sự kiện này để giới thiệu vũ khí mới nhất trong chương trình vũ khí nguyên tử và tên lửa, vốn đang gây lo ngại cho Hoa Kỳ và đồng minh tại châu Á. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.